Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi Quảng Nam đã tổ chức tập huấn hỗ trợ một số trang thiết bị xua đuổi voi, trang bị hệ thống điện mặt trời. Khi voi ra khỏi lâm phận, điện sẽ tự thắp sáng, đồng thời triển khai trồng một số cây bồ kết tạo hàng rào hành lang an toàn ngăn cản voi ra ngoài. Theo ông Mai Giang Dưỡng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi Quảng Nam, đặc tính của voi là di chuyển tìm thức ăn theo chu kỳ, theo vùng, di chuyển theo đường cũ, và do nguồn thức ăn trong lâm phận đảm bảo hơn trước nên đàn voi tương đối mập mạp, khỏe mạnh.